Nó đã có tôi có đồ trong đổng, có tiền gì trong đổng rồi kìa. Có tiền nào? Không có, để phụ chứ hả? Chứ bà dùng không được. Có phiếu, ai có bán cũng có bà, đừng có gấp. Để chú nhận tiền chứ kìa chứ. Phương Quỳnh, Phương Quỳnh, Phương Quỳnh đứng đây nghe. Nè 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 Quỳnh, Phương Quỳnh. Rồi. Mỗi người là 200 đồng, gạo, muối.